họ đang tận dụng một cách hiệu quả nhất những tình huống chỗ nằm. Những cú đấm, những cú giả búa, độ uy lực rất mạnh đến từ Lưu Đức Mạnh, đúng với lại cái tên có được lưng rồi, siết cổ bằng siết cổ sau. Có một tình huống đâu vào kêu toàn bằng nó khóa xiên hay không, và chắc chắn có tap out rồi, có tình huống tap rồi, có tap out rồi, tap rồi, trọng tài đã can lại một trận đấu kết thúc trong mạch nữa. Thưa quý vị, tiếp theo đây chúng ta sẽ đi tìm người chiến thắng ở hạng cân kim kê. Và trận đấu này cũng được dự đoán là vô cùng khó lường, bởi vì cả hai võ sĩ đều có sở trường là chuyên về Muay. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là thử thách dành cho tân binh khi bước vào đấu trường MMA. Và hãy cùng xem họ là ai. Xin một tràng pháo tay thật lớn để có thể chào đón võ sĩ Lưu Đức Mạnh, một võ sĩ đến từ võ đường No. 1 Mày Club. Đức Mạnh sinh năm 2000 và đã có được rất nhiều những kinh nghiệm thi đấu MMA với 6 trận, trong đó có 3 trận thắng. Sở trường của Đức Mạnh rõ ràng sẽ là đánh đứng với những tình huống kết hợp giữa đá và chỏ. Phong thái của một vận động viên mày thoại rất tự tin khi mà bước lên khán đài sân khấu đến từ Lưu Đức Mạnh. Siêu Hoàn, và đây là sự xuất hiện của võ sĩ đến từ BJJ Đà Lạt. Võ sĩ sinh năm 2001, cao 1m69, là một ẩn số khi anh mới tham gia những trận đấu ở các bộ môn như võ cổ truyền, kickboxing. Và đây là lần đầu tiên Siêu Hoàn sẽ đối đầu với Lưu Mạnh Đức trên sàn MMA chuyên nghiệp. Phong trào MMA tại Đà Lạt đã có được cho mình ở những cái bước phát triển mới. Chúng ta đã có thể thấy nhiều phòng tập hơn, nhiều võ sĩ hơn xuất thân từ vùng núi cao nguyên này. Và Siêu Hoàn là một võ sĩ rất đáng để có thể mong chờ trong cặp thi đấu thứ 3 ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu ở hạng cân kim kê. Lưu Đức Mạnh góc đài xanh đối đầu với Siêu Hoàn góc đài đỏ. Rất chiến, cái khả năng nhập cuộc đến từ hai võ sĩ chúng ta. Liên tiếp là những tình huống đấm trái phải đến từ bên phía của Siêu Hoàn. Siêu Hoàn, ẩn số mới của MMA, anh đang rất tự tin. Còn Lưu Đức Mạnh, học trò của Nguyễn Trần Duy Nhất, đang thể hiện những cú phang ống chặt chúa đến từ bộ môn Muay Thái rất hiệu quả. Ở gần khán đài thì tôi vẫn nghe thấy những cái tiếng vang lên. Tiếp theo là bên phía của Lưu Đức Mạnh. Lưu Đức Mạnh đã đưa Siêu Hoàn xuống sàn. Và bây giờ là tình huống khống chế của Lưu Đức Mạnh dưới sàn đối với Siêu Hoàn. Và liệu chúng ta có thể thấy được những tình huống chỏ nằm của một võ sĩ Muay Thái chuyên đánh chỏ đứng? Đây chính xác là một trong những cái thế mạnh đến từ những võ sĩ Muay Thái. Sát thương đến từ những tình huống chỏ nằm, nó tạo ra một áp lực cực kỳ lớn. Đó lý do vì sao mà Siêu Hoàn không có đang cố gắng để có thể bảo vệ những cái tình huống, những cái điểm yếu của mình. Siêu Hoàn chia sẻ với chúng tôi anh mới tập đánh nằm trong khoảng thời gian ngắn gần đây thôi. Và bây giờ anh đang bị Lưu Đức Mạnh, một người đã có kinh nghiệm MMA kiểm soát. Nhưng Siêu Hoàn với sức khỏe trời cho của mình đang đứng dậy được trước lên Lưu Đức Mạnh. Và bây giờ là những tình huống đổi gối, cố gắng để có thể đưa về cái thế địa chiến đến từ bên phía của Siêu Hoàn. Không, đó chính xác hơn là Lưu Đức Mạnh. Cả hai bên đều đang vật nhau. Sẽ là một tình huống kiểm soát không phía bên phải của Lưu Đức Mạnh. Thật là khó hiểu với GMA, nơi các võ sĩ nói với chúng tôi họ mạnh trong những tình huống đánh đứng. Và bây giờ các võ sĩ đang chuyển sang đánh nằm. Và trận đấu giữa Siêu Hoàn và Lưu Đức Mạnh cũng đang diễn ra như vậy. Có vẻ như Lưu Đức Mạnh đang sử dụng lại kỹ thuật mà Phạm Ngũ Cảnh đã dùng ở trận thi đấu đầu tiên, khi anh có những tình huống kiểm soát phần ngang và những cú chỏ vào đầu của Siêu Hoàn. Siêu Hoàn cũng đang cố gắng để có thể thoát khỏi cái thế kìm kẹp này của Lưu Đức Mạnh. Những tình huống lách đầu qua phía bên trái để có thể né được những cái đòn chỏ của Lưu Đức Mạnh, ý đồ là cực kỳ tốt. Siêu Hoàn đang rất khỏe, anh vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của Lưu Đức Mạnh. Hai võ sĩ vẫn đang tiếp tục có những tình huống địa chiến, chỏ của Lưu Đức Mạnh đang đưa về đầu của Siêu Hoàn. Đang cố gắng để có được một vị trí đẹp hơn dành cho bên phía của Lưu Đức Mạnh.
lên được bụng rồi sẽ là những tình huống giả búa cực kỳ chất lượng của Lưu Đức Mạnh. Và bây giờ lại là những tình huống giả búa chỏ phải đẹp ba chỏ nữa của Lưu Đức Mạnh vào đầu của Siwan. Siwan vẫn đang áp sát đầu của mình vào bụng của Siwan để tránh né những tình huống như vậy. Thật là điên rồ khi những võ sĩ đánh đứng lại đánh nằm tốt đến như vậy. Và có thể thấy như là các võ sĩ chúng ta đã nghiên cứu luật của GMA thần võ Việt Nam một cách tốt nhất. Họ đang tận dụng một cách hiệu quả nhất những tình huống chỏ nằm, những cú đấm, những cú giả búa. Độ uy lực rất mạnh đến từ Lưu Đức Mạnh, đúng với lại cái tên có được lưng rồi. Siết cổ bằng siết cổ sau, có một tình huống đông bao kỹ thuật bằng lục hóa xiên hay không, và chắc chắn có tap out rồi. Có tình huống tap rồi, có tap out rồi, tap rồi, tay đã can, tay đã can, tay đã can, tay đã can. Lại một trận đấu kết thúc trong vạch nữa. Và Siwan đã ngạt thở cho cú siết cổ sau của Lưu Đức Mạnh. Những tình huống xử lý thế trận cực kỳ tốt cho Lưu Đức Mạnh. Một tràng pháo tay cho võ sĩ Lưu Đức Mạnh, đại diện đến từ võ đường No. 1 ngoài Clo. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt của động cơ cầu bại Nguyễn Trần Duy Nhất. Chiến thắng đầu tiên của team No. 1 trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, cả hai võ sĩ đều có sở trường đánh đứng. Tuy nhiên, cuộc chiến lại được đưa về thế địa chiến. Và với bản lĩnh cùng với kinh nghiệm dày dặn hơn, Lưu Đức Mạnh, một đại diện đến từ No. 1 Club, đã giành chiến thắng ở trong trận đấu này. Và đó là một chiến thắng quá xiết. Xin chúc mừng Lưu Đức Mạnh! Choppers, choppers, better tuck those wrists. Cold blood in my fist, we fly as stalkers, stalkers. Let's go. One of them a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny. Not one, never the top. Look in my eyes, I'm on the wrong side. Chúng ta lại có một chiến thắng chớp nhoáng nữa. Và một lại một chiến thắng ở dưới mặt đất. Lưu Đức Mạnh, bạn chán đánh đứng rồi hay sao? Dạ, em cũng mới tập chuyển qua MMA một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà nãy đòn đó vô ngay cái lúc mà cái đòn của em tập, nên là em thực hiện ngay cái lúc đó luôn. Chứ em vẫn chuyên đánh đứng hơn. Cảm ơn mọi người. Đúng là học đi đôi với ảnh. Hãy cho Lưu Đức Mạnh một tràng pháo tay đi ạ. Em có điều gì muốn gửi tới đối với ban huấn luyện của mình không? Dạ, trước tiên là em cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn nhà tài trợ. Sau đó đặc biệt là cảm ơn thầy Nguyễn Trần Duy Nhất và tất cả mọi người, gia đình, câu lạc bộ đôi quanh môi của em. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn khán giả ngày hôm nay đến đây ủng hộ cho em. Cảm ơn mọi người. Yeah, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những trận đấu hấp dẫn nữa.